Xin chào mọi người. Chân mệnh đế tiên Diệp Thái Hào 1113. Trong vài ngày tiếp theo, dân chúng chạy nạn càng lúc kéo tới càng nhiều, đều là trèo non lội suối mà tới. Mỗi khi có một nhóm người đến để sẽ mang đến tin tức chiến sự ở bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ không ngừng vang lên tiếng nghị luận. Ai sẽ nghĩ đến Bá Vương cùng Hán Vương, một trận chiến này đánh chính là 3 năm. Mà hoàng đế được công nhận trong mắt thế nhân không phải là Bá Vương hạng phủ. Ngược lại, Hán Vương vốn không được coi trọng, đã tại trận chiến cuối cùng mà nhất thống giang sơn. Theo việc Bá Vương binh bại tự vẫn, chiến loạn suốt mấy trăm năm triệt để kết thúc hạ màn, cuối cùng là chào đón ngày đại thống nhất. Hán Vương Lưu Bang quân lâm thiên hạ, thành lập Vương triều Đại Hán. Hắn cũng được coi là vị vua có lòng nhân từ. Ngày đầu tiên đăng cơ liền đại xá thiên hạ. Thánh chỉ của hắn tựa như nước cam lộ, tẩm bổ đất đai cằn cỗi. Rất nhiều người chạy nạn nhào nhào trở về cố hương. Thời gian qua đi mấy trăm năm, chân chính có thể nghỉ ngơi hồi phục. Bệ hạ, giang sơn nhất thống rồi. Bên trong cổ mộ, âm người hoàng phi nhẹ giọng lẩm bẩm, khẽ vuốt ve khuôn mặt tần hùng. Bên trong nụ cười mang vẻ ôn nhu kia chở theo đầy tang thương. Năm đó, người nằm tại trên giường đá này đã từng quân lâm thiên hạ, đã từng hiệu lệnh bát hoang. Lần này nhó một cái chính là mấy trăm năm, tiên tần ngày xưa sớm đã hủy diệt. Hoàng đế tiên tần năm đó đã sớm bị thế nhân quên lãng. Cũng vén vẹn chỉ có nàng đang đau khổ chờ đợi bên trong vòng đời lịch sử. Có lẽ sẽ có một phần nồng đậm của hai người bọn họ, thế nhưng cũng đã không còn là thời đại của bọn họ. Chùa Tình Trấn phi thường náo nhiệt, từng đường phố đều dán bố cáo. Lần này không phải là bố cáo chinh lương mà là hoàng lệnh đại xá thiên hạ, khiến cho bách tính reo hò. Thật đúng là như người nói năm đó, người nhất thống giang sơn là họ Lưu. Trước bàn đoán mạng, những lão chống tay không ngừng thở dài. Không gì không biết, không gì không hiểu. Diệp Hào ý tứ sâu xa nói ra. Binh lực nghiền ép tuyệt đối, Bá Vương đánh trận này thế nào vậy chứ? Thuận có cũ, hung hăng, dây mà lông mày. Người nào chiếm được lòng dân thì sẽ có được thiên hạ. Lam Phong cười nói. Mấy người, ngươi một lời ta một câu, mà Diệp Hào ngược lại không nói gì, chỉ một tay chống cằm, lắng lặng ngửa mặt nhìn phiêu diễu. Lại là một lần ba năm, anh từ trước đến nay ở tại Chùa Tinh Trấn đã có 9 năm. Ngay cả giang sơn đều thay đổi triều đại, nhưng người anh chờ vẫn là không đến. Đến ngày nay, anh cũng không biết người mình chờ là ai, cũng không biết còn phải đợi thêm bao lâu nữa. 3 năm qua, anh lại đi khắp Đại Xuyên Sơn Hà, chỉ muốn xác minh một chút viên cổ tinh này đến cùng là có luân hồi hay không. Đáng tiếc, suốt một đường phong trần, gặp quá nhiều người, đi quá nhiều nơi, lại chưa tìm được linh hồn bản mạng giống nhau như đúc. Triều đại thay đổi, thời đại cũng thay đổi. Duy nhất không đổi chính là Tiểu Dương Lam. Này thêm 3 năm, nàng đã 9 tuổi, vẫn là một chút không tăng trưởng, vẫn là bộ dáng 2-3 tuổi như cũ. Lão Dương gấp đến không chịu nổi, dáng dấp chậm đến thì hắn hiểu được. Nhưng hài nhi của mình lại dứt khoát không thèm đến, và liền có một chút không thể nào nói nổi. Cũng vì thế, Dương lão đầu có phần là có nghị lực, cứ đứng tiêu chuẩn mỗi ngày 3 chuyến hướng Diệp Thái Hào bên kia chạy tới, liền muốn hỏi một chút vụ này đến cùng chuyện ra làm sao, thế nào mà không chịu lớn như vậy. Mỗi khi thấy hắn đến, đều sẽ bị Diệp Thái Hào hố cho đầu óc choáng váng. Lão Dương mơ mơ hồ hồ, nhưng Diệp Nam lại lòng dạ biết rõ, chỉ là chưa từng biểu lộ ra mà thôi. Nói tới nàng, thật đúng là trời xanh chiếu cố, không ngờ lại sống tiếp 3 năm. Diệp Đào không chỉ một lần nhìn lén, kinh văn âm dương trong cơ thể Hiệp Lam còn có chút dấu hiệu nào tan tác. Công chính là nói nàng có thể sống lâu, chưa biết chừng so với Dương Khắc Lão sẽ càng sống lâu hơn. Chuyện này cũng cần cảm tạ tà ma. Cô nương kia tuy là tà ma, vẫn là làm được một chút việc tử tế. Từ sáng sớm, Diệp Đào sớm đã liền dọn xong đồ đạc. Không bao lâu, liền thấy một đội binh sĩ đến, chính chính tề tề hai đội, xếp hàng ngay ngắn ở hai bên đường, từng người một như những mũi lao
đứng thẳng tắp, mà lệ khí là nồng hậu dày đặc. Đây là được ma luyện trên chiến trường, khí thế rất đáng sợ, trời đến bất tính đều tránh xa. Coi là bọn hắn là đến đây làm loạn. Có muốn làm loạn, bọn ta không sợ, bọn ta có thần thoại võ lâm. Dân chúng trong lòng đều nghĩ như vậy. Chiến trận như vậy, tối thiểu phải là một tướng quân. Ở một bên đường đi, Dương Huyền lẩm bẩm nói, hoàng đế có đến cũng vô dụng. Tôi có cũ mỗi cái mặt xem thường. Bình tĩnh nhất vẫn là Diệp Thái Hậu, hai tay chống cằm, anh vốn không thích náo nhiệt, chỉ nhìn lên hư không, tự như sớm biết là ai đến. Anh là một bán tiên, không gì không biết mà. Giữa bàn chúng chú mục, một chiếc xe ngựa tiến vào trung tâm trấn, và bốn con ngựa kéo xe, để bắt tính nhìn mà kinh dị. Đó là đãi ngộ mà vương hậu mới có. Công chính là nói, người ngồi bên trong xe ngựa, thân phận rất tôn quý, tuyệt đối là giữa một người trên vạn người. Đến lúc này, xe ngựa đã dừng lại. Có một người mặc áo mãng bào từ trong xe ngựa đi ra, ước chừng 30 tuổi, có tướng đại phú đại quý. Trong lúc chưa tay nhấc chân để có uy nghiêm có một thượng vị giả, một đôi mắt vô cùng sắc bén. Là hắn sao? Lão Dương nhìn thấy, không khỏi thốt nhẹ một tiếng. Sao? Người biết hắn sao? Dương Huyền nhíu mày nói. Tất nhiên là nhận ra. Dương lão đầu hít sâu một hơi, nhớ tới chuyện 9 năm trước, từng có một thư sinh nghèo túng tìm Diệp Hào coi số mạng. Diệp Hào tặng hắn bốn chữ vương hầu tướng lĩnh. Một quẻ kia, Diệp Hào chưa hề lấy tiền. Lúc anh nói hắn phong hầu bá tướng, trở lại cho công muộn. Bây giờ người nghèo túng năm đó sơ sơ đã phong hầu, hắn đã đến thực hiện lời hứa. Người ngược lại nói hay không, hắn là ai chứ? Dương Huyền hai người mắng chửi. Hàn Tín, Lan Phong nhàn nhạt nói thay lão Dương, chính là đại tướng dưới trướng Hán Vương, một tướng tài 500 năm khó gặp. Nửa giang sơn vương triều đại Hán để cho hắn đánh xuống, được Hán đế phong làm Sở Vương. Ngày xưa bá vương chính là bại vào trong tay hắn, bị vây hãm ở Cai Hạ, tự sát ở Ngô Giang. Dọa người như vậy sao? Dương Huyền cùng Thủ Cũ đều tặc lưỡi. Đại sư ở trên nhìn một cúi đầu của Hàn Tín. Dưới sự chú mục của bách tính, thư sinh nghèo túng năm xưa là Sở Vương đại Hán, chiều nay tại ngoài ba bước chắp tay cuốn người trước Diệp Thái Hậu vô cùng cung kính, chính là nhờ bốn chữ năm đó kia khiến cho hắn từng bước một cột khởi, thật sự được phong hậu bái tướng. Cái cúi đầu này khiến cho bách tính đều chấn kinh, bình tướng hai bên cũng chấn kinh. Một đại chư hầu của Hán Vương triều lại hành đại lễ với một kẻ bỏ toán, là vinh dự tới bậc nào? Lễ của Sở Vương ta nhận không nổi. Diễm Đào mỉm cười đã đứng lên đỡ dậy Hàn Tín. Người khác cho mặt mũi vậy phải đón lấy, tuy là bán tiên cũng phải nhập gia tùy tục, không phải sao? Vạn bối đã thiết hạ tiệc rượu cũng mong đại sư di giá. Hàn Tín cười nói. Diễm Đào cười một tiếng, nhẹ nhàng xua tay, xem như sự từ chối khéo. Hàn Tín đã đang tính toán cái gì, anh đã rõ ràng nhất. Đáng tiếc, anh đối với những cái văn hoa phú quý kia, một chút cũng có hứng thú. Chỉ có điều Hàn Tín đưa tới đại lễ, anh cứ chiếu đơn mà thu hết. Năm đó, đến chưa đưa tiền đoán mạng, thì có thể coi đây là lợi tức. Cho không vì cái gì mà không muốn lấy chứ. Quay đầu, anh liền chia cho bách tính. Một đời chư hầu đích thân đến, cuối cùng là không mời được Diệp Thái Hậu, tiếc nuối rời đi. Trước khi đi, Hàn Tín vẫn không quên nhờ Diệp Thái Hậu bốc một quẻ. Quẻ tượng lần này Diệp Thái Hậu sớm đã viết xuống. Năm đó anh đưa cho Hàn Tín bốn chữ, ngày hôm nay anh tặng vẫn là bốn chữ. Xe ngựa dần dần đi xa, Hàn Tín ổn thỏa ngồi trong xe, lúc này mới lấy ra quẻ giấy của Diệp Thái Hậu. Đập vào mắt liền thấy bốn chữ bắt mắt: công thành lui thân. Hàn Tín nhíu chặt lông mày, ngơ ngác nhìn hồi lâu. Bốn chữ bây giờ cũng như bốn chữ phong hầu bái tướng năm đó, cực kỳ chói mắt. Nhưng ngụ ý đại biểu của nó lại hoàn toàn tương phản. Đây là muốn để hắn giải ngũ về quê. Hắn làm sao có thể cam lòng? Nửa giang sơn của đại hắn để lại cho hắn đánh xuống. Bây giờ Hán Vương triều thành lập, vinh hoa phú quý, nó có đạo lý công thành mà lui thân được chứ? Hàn Tín rời đi, nhưng Diệp Đào lại lắc đầu thở dài. Chuyện sau đó anh sẽ không đi suy tính, toàn là do Hàn Tín lựa chọn.
nếu như khăng khăng muốn làm chư hầu thì sẽ không còn sống lâu được nữa. Công cao lấn chủ, đạo lý từ xưa, ta sẽ gây họa sát thân. Càng hậu đợi đến vương triều mới xây dựng, ngươi xem đế vương là huynh đệ, nhưng quân thượng lại xem ngươi là bầm tai vạ, có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể hưởng chung phú quý. Nhưng cũng không có cách nào, lời hay của anh Hàn Tín tuyệt nhiên không nghe theo, tự xưng là mình có công cao, cho dù là hán đế cũng không dám động đến hắn. Thế nhưng hắn vẫn là xem thường vương triều Hán gia. Sau khi từ Trung Tinh Trấn rời đi, đến tháng thứ 9 thì bị mang tội mưu phản, cuộc đời này của hắn cũng chân chính kết thúc. Buồn cười chính là người tru dịch hắn cũng phải là hán đế, mà là hoàng hậu của hán đế, một đời đại danh tướng, danh chấn thiên hạ, không chiến tử tại sa trường, ngược lại chết thảm tại trong tay một nữ nhân. Giết được thỏ tìm bộ giết chó xanh đã là đạo lý từ ngàn xưa. Thời khắc sinh tử hấp hối, Hàn Tín mới biết bốn chữ thầm ý của Dịch Đào. Đáng tiếc hắn hiểu được thì đã quá muộn, cho đến chết còn mang theo cái tội danh mưu phản. Hắn là một kẻ thất bại, chú định để là tiếng xấu muôn đời. Cả chết của hắn trở đến thế nhân náo loạn. Bách tính không rõ ràng cho lắm, thực sự cho rằng Hàn Tín chính là kẻ phản tặc, mà những người hơi có chút đầu óc đều lòng dạ biết rõ. Chỉ trách hắn nếu như thâm canh cổ đế ở trong triều thì hắn đế chỉ sợ ngay cả đi ngủ để không yên tâm, nên như công thần không biết tiếng thối, đó chính là tự chui đầu vào rọ. Dưới ánh trăng, Diệp Đào lắng lặng ngắm nhìn bầu trời. Mạng tinh của Hàn Tín đã tiêu tán, tướng tài 500 năm khó gặp cuối cùng lại trở thành bụi bặm. Trong lúc lặng yên, 3 tháng vội vàng trôi qua. Từ khi Diệp Đào đến Trung Tinh Trấn đã chẳng 10 năm. Ngay cả Diệp Đào chính mình cung tin tại một cổ tinh phạm nhân, đời rồng rã hết 10 có xuân xanh, còn có mấy cái nháy mắt anh còn cho là mình chính là một phạm nhân đích thực. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không có chuyện ngươi lừa ta gạt, không đau quan kiếm ảnh, tất cả đều bình thản. Trong đêm khuya, tà ma đến, sắc mặt có phần tái nhợt, khóe miệng thi thì tuôn máu, ngay cả khi tức đều yếu ớt không chịu nổi. Nhìn lên liền biết đã bị thương, mà lại tổn thương không hề nhẹ. Nguyên thần bị tác động đến, bản nguyên cũng thụ trọng thương, cả đôi mắt đẹp còn có vẻ thống khổ. Diệp Đào nhíu chặt lông mày, có thể đem tà ma tổn thương đến nỗi này cũng không có mấy người làm được. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ, không biết có thuận tiện hay không. Tà ma ngồi xuống, lời nói ung dung, để đã tổn thương nặng như vậy, nhưng cái chân bắt chéo kia vẫn còn vẽn đến đường đường chính chính. Liền đuổi Đào xuống biển lửa, phản bối nghĩa bất dung từ. Diệp Đào lúc này vỗ nhẹ lồng ngực, nói phải gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Tà ma nhìn thì như là đang thương được cùng anh, kỳ thực cũng không có rắm gì để dùng, anh có đáp ứng hay không cũng không có gì khác nhau. Đã biết kết quả đều như thế, không bằng tỏ ra một chút lòng trung thành. Chưa biết chừng nữ môn nhi này một khi cao hứng có thể thưởng cho anh một chút bảo bối thì sao. Tà ma nghe được mà nhíu mày, bị lời nói này của Diệp Đào cảm động đến cùng cực. Đã là Diệp Đào đều nói như vậy, và đàn cũng không thèm khách khí, đưa tay lại vẽ cho Diệp Đào một cái vòng sáng để tránh anh chuồn đi, xong việc mới mở phòng bánh cho Diệp Đào. Ngay sau đó, hình ảnh có chút không hài hòa, chuẩn xác hơn mà nói có chút đẫm máu. Không sai, chính là đẫm máu. Tà ma lấy máu của anh. Diệp Đào khóe miệng co giật, động không động được, nói cũng nói không ra hơi, liền cứ trơ mắt như vậy nhìn xem tà ma lấy máu của mình. Đó là một bát tiếp một bát, để không hề ngừng nghỉ. Một màn này để hai đại chí tôn tại minh giới nhìn thấy, để không hiểu sao tự dưng sảng khoái. Cho tới bây giờ, đây là Diệp Đào lấy máu người khác, hôm nay cuối cùng cũng bị người khác xả một lần. Động thái như vậy của tà ma cũng phải là chọc cười, mà là thực sự cần máu của Diệp Đào. Máu hoàn toàn tính thể, mỗi một giọt đều ẩn chứa chân nguyên. Nuốt cái thánh huyết này so với anh linh dược còn có tác dụng hơn nhiều. Tà ma cũng không ngốc, thần dược không thèm ăn, chỉ nghĩ đến việc lấy máu của Diệp Đào. Là nhìn tới mặt Diệp Đào đã đen tối tới cực độ, người cái con mụ điên này từ từ xa chạy tới, chính là lấy máu lão tử ra. Có thuận tiện hay không, ngươi ngược lại, thật tốt, nói ta nghe một chút.
Chẳng biết đến lúc nào tà ma mới thu tay lại, thu lại phòng sáng, tiếp tục phong ấn Diệp Đào. Diệp Đào đầy khổ cực, lung la lung lay, đứng cũng không đứng vững, đầu choáng váng, bị bay mới bắt máu, không choáng váng mới là lạ. Lần này nếu như đổi lại là một người bình thường, sớm đã nằm một đống. Đây chính là người nói, bản thân cũng hề bất người đó nha. Tà ma nhún vai, người cũng có thể thực tế một chút hay không? Diệp Đào nhìn không được mắng, thân thể người tốt lại để thêm mấy bát nữa cũng có chuyện gì? Tà ma mỉm cười, Diệp Đào không nói vì khóe miệng đang run rẩy tới cực độ. Lý do này nói ra cũng có phần là tươi mát thoát tục, để anh tôn hố thần này nghe được lại đều không thể phản bác. Tà ma phớt lờ, khoan chân ngồi ở giữa không trung, dung hợp thánh huyết, tĩnh tâm chữa thương. Diệp Đào đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đen thui nhìn chằm chằm tà ma. Lấy của lão tử nhiều máu như vậy, ngược lại là cho ta một chút thuốc bổ chứ, có hiểu được sĩ diệt là cái gì hay không thế? Thế nhưng đối với sắc mặt của anh, tà ma làm như trí nhược không nghe thấy, chỉ một lòng chữa thương. Cũng đừng nói, thánh huyết của Diệp Đào đối với thương thế của nàng thật đúng là có tác dụng. Bên trong thánh huyết ẩn chứa lực lực cổ xưa, thay nàng xóa bỏ ám thương, nhân tiện ngay cả tiên thể của nàng cũng cùng nhau một phen tẩy luyện. Với mấy bát thánh huyết, khí tức của tà ma bàng bạc lên không ít, mà lại khí tức cũng còn đang một đường tăng lên, xem ra còn có tư thế xông phá chuẩn đế đỉnh phong. Trong một cái chớp mắt này, chợt nghe một tiếng ầm ầm truyền ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Diệp Đào đột nhiên đứng lên, khiếp sợ ngắm nhìn bầu trời, đó là điềm báo thần phạt đế đạo, không cần phải nói chính là tà ma dẫn tới. Nàng chính là đại thần hồng hoang, sau khi lấy thần hồn phục sinh, càng là chuẩn đế đỉnh phong, hàng thật giá thật. Nếu như cho nàng một tia cơ duyên, thực sự là có khả năng phong đế, nếu thực sự có thể giúp nàng thành đế, lại để thêm quanh nhiều mấy bát máu cũng là chính đáng. Tiếp nối chính là lời mình đến nhanh mà đi cũng nhanh, hư vô liền khôi phục sự yên tĩnh. Tà ma học máu cũng phải là do thương thế, mà bởi vì phản vệ của thần phạt đế đạo, vén vẹn chỉ còn nửa bước, cuối cùng là chưa thể vượt qua. Giữa nàng cùng đại đế ngăn cách chính là một đạo lạch trời. Nếu không, ngươi lại lấy của ta một chút máu nữa đi. Diệp Đào thăm dò nói, ngươi cho rằng trở thành đế đơn giản như vậy sao? Tà ma lại bị chọc cười. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Đào ho khan một tiếng, cũng không phải là anh xem trọng thành huyết của mình, mà là xem thường đại đế. Đúng như tà ma đã nói, cơ duyên không tới nơi tới chốn, cho dù có đem máu của đế hoang thánh thế đại thành nuốt vào thì cũng vô duyên với đế vị. Nếu không sẽ có rất nhiều chuẩn đế đỉnh phong sớm được phong đế. Tà ma lại đi, trước khi đi cuối cùng là lưu lại cho Diệp Đào một chút thuốc bổ. Cô nương kia tâm tình có mẹ nó cực tốt, có một tôn hoang cổ thánh thể thật là không tồi, lúc nào bị thương đi chạy đến nơi này lấy của Diệp Đào một chút máu, còn tiết kiệm được không ít thần dược. Không biết được lần này nếu như bị Diệp Đào nghe thấy, có thể sẽ nhảy dựng lên chửi mẹ hay không?